Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ sự thật bức ảnh nghệ sĩ thương tín ngồi gục thất thần dưới chân cầu vượt. Chia sẻ với chúng tôi, nhạc sĩ Tô Hiếu, người nhận nuôi nghệ sĩ thương tín cho hay ông bị say sẩm khi điều khiển xe máy, dẫn đến việc bị ngã giữa đường. Mạng xã hội đang lan truyền hai tấm ảnh nghệ sĩ thương tín ngồi thất thần dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một người đi đường đã chụp lại ảnh này với chia sẻ cảm xúc về thân phận người nghệ sĩ ở tuổi xế chiều. Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Tô Hiếu, người nhận nuôi nghệ sĩ thương tín cho hay, vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần. Thương tín có việc riêng nên tự lái xe máy. Khi đến khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, ông đột nhiên bị say sẩm, choáng váng nên ngã xuống đường. Sau đó thương tín được người dân đưa vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Xe máy được đưa đi sửa chữa. Khi ổn định tinh thần, ông gọi cho Tô Hiếu báo tin và được đón về nhà. Nhạc sĩ Tô Hiếu muốn đưa thương tín đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng ông từ chối vì cho rằng chỉ bị trầy xước, không cần kiểm tra thêm. May mắn lúc chú ngã xe, không gặp tai nạn nào nghiêm trọng. Tôi nghi dấu hiệu say sẩm, choáng váng do di chứng hậu đột quỵ. Muốn kiểm tra thêm nhưng chú không muốn vào bệnh viện, Tô Hiếu kể. Nhạc sĩ nói thêm, thương tín hiện vẫn sống nhà anh, không như đồn đoán bỏ đi lang thang. Nghệ sĩ ăn ngủ tốt, thích nghi với nếp sinh hoạt chung. Thời gian rảnh nhiều, ông tranh thủ thăm người quen bạn cũ. Tô Hiếu cho hay, có lần tôi hỏi dò anh ấy ở đây có chán không, có muốn chuyển đi nơi khác không. Anh nói mình rất thích ở đây, không muốn đi đâu nữa và cũng không còn nơi nào để đi. Ngoài tiền ăn và uống cà phê, anh ấy không tiêu xài gì nhiều. Khi đã nhận lời giúp đỡ anh ấy, tôi có trách nhiệm chăm sóc anh chu đáo. Tô Hiếu cũng đảm nhận việc kết nối quản lý công việc cho nghệ sĩ thương tín. Ông thường được mời đi hát đám cưới, cách xê khoảng 5 triệu đồng. Lần gần nhất, ông tham gia một vai nhỏ trong phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, nhận cách xê 20 triệu đồng. Nam nhạc sĩ thông tin thêm về hai dự án âm nhạc cá nhân của thương tín. Đêm nhạc riêng của nghệ sĩ thương tín hiện tạm hoãn tổ chức vì nhiều lý do khách quan. Dự án MV vẫn đang triển khai. Thương tín đã tập xong ca khúc mới do Tô Hiếu sáng tác, chỉ chờ thu âm và quay MV. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.